Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Điểm tin bóng đá. Quý vị và các bạn thân mến, mới đây chia sẻ với báo giới, huyền thoại Sasikuma của Singapore khẳng định là tuyển Việt Nam là đội mà bất cứ đối thủ nào cũng muốn đánh bại tại vòng loại World Cup 2022 diễn ra tại UAE lần này. Bóng đá Việt Nam phát triển rất mạnh trong những năm qua, tuyển Việt Nam đã chơi tốt, đặc biệt phải nói đến thế hệ U23 ở kỳ Asian Cup gần nhất thì họ để lại dấu ấn sâu sắc. Thật tuyệt vời khi nhìn thấy sự tiến bộ của Việt Nam so với các đối thủ ở khu vực Đông Nam Á. Các đối thủ trong khu vực đều tiến bộ rất nhiều, nhưng Việt Nam chắc chắn là một trong những đội có sự tiến bộ mạnh mẽ nhất. Đó là những nhận định của huyền thoại Sasikuma của Singapore. Ở bảng G vòng loại World Cup 2022, Việt Nam đang có 11 điểm và dẫn đầu dù phải cạnh tranh với Malaysia, Indonesia và kình địch Thái Lan. Trận đấu với UAE sẽ là cuộc đấu khó khăn nhất, nhưng với 11 điểm giành được trước đó chắc chắn Việt Nam có thể làm nên chuyện. Indonesia chưa có trận nào thắng. Họ để thua cả 5 trận đã qua, rất nhiều cầu thủ Indonesia không được thi đấu, cọ sát năng lực trong năm vừa rồi vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, do đó năng lực của họ vẫn đang là ẩn số. Ngược lại thì tuyển Việt Nam vẫn hội quân và V-League diễn ra trong thời gian này. Khi nhìn vào chất lượng của cầu thủ hai đội, chắc chắn các học trò của huấn luyện viên Park được đánh giá cao hơn. Cựu tiền đạo cao kèo của đội tuyển Singapore nhận định tiếp. UAE là đối thủ hoàn toàn khác. Ở hai trận giao hữu gần nhất, họ thắng Ấn Độ với tỷ số 6-0 và đánh bại Oman với tỷ số 5-1. Có thể thấy UAE đang trở lại, điều quan trọng là họ biết cách ghi bàn. Trong 4 trận trước đó tại vòng loại World Cup 2022, UAE có tới 8 pha lập công, tuy nhiên họ cũng để thủng lưới đến 4 bàn. Họ có hiệu số ngang bằng với Việt Nam, nhưng thầy trò huấn luyện viên Park có nhiều trận thắng hơn. Nếu có thể giành tối thiểu 1 điểm trước đại diện chủ nhà sau khi thắng Indonesia ở trận ra quân thì tình thế sẽ rất có lợi cho Việt Nam, chưa tính đến đối thủ Malaysia. Mọi chuyện trở nên rất khác khi các trận đấu được tổ chức ở sân trung lập tại một địa điểm. Tất cả các đối thủ đều gặp khó khăn, không riêng gì Việt Nam. Dịch Covid-19 đã thay đổi mọi thứ, sẽ không có quá nhiều người hâm mộ được vào sân tại UAE. Do đó, những địa điểm này sẽ chỉ giống như sân tập. Tuy nhiên, chúng ta không thể bỏ qua yếu tố thời tiết. Các đội bóng đến đây vào mùa hè vốn là thời điểm mà UAE rất nóng. Các cầu thủ Việt Nam sẽ mất không ít thời gian để làm quen với khí hậu ở nơi đây, dù có thể từng trải nghiệm ở điều này tại quê nhà. Song tóm lại, ở bảng đấu này, có những lúc Việt Nam bị coi là đội chiếu dưới, nhưng hiện tại họ là đại diện mà ai cũng muốn đánh bại. Việt Nam đang là đội ở cửa trên tại bảng G. UAE sẽ phải nỗ lực tấn công bởi huấn luyện viên Park cùng các học trò có đủ yếu tố để giành chiến thắng. Đây là kèo đấu khá cân bằng. Nhận định về những tấm vé cho đại diện Đông Nam Á, huyền thoại của Singapore cho biết: thật tuyệt vời nếu có hai đội Đông Nam Á vượt qua vòng loại lần này. Tôi hy vọng bóng đá Đông Nam Á có thể vươn lên một đẳng cấp mới. Việt Nam đang dẫn đầu bảng G, xếp trên Malaysia, Thái Lan và UAE. Do vậy, tôi thực sự có niềm tin về việc hai đại diện Đông Nam Á sẽ đi tiếp. Hãy nhìn vào đội hình mới công bố của Liên đoàn bóng đá Malaysia. Họ có rất nhiều cầu thủ chất lượng, gồm các cái tên nhập tịch và cả những người gốc châu Âu. Malaysia cũng vừa bổ sung một tiền đạo gốc Brazil. Đội hình của họ là sự kết hợp của các cầu thủ bản địa với những người ngoại quốc. Nó giống như những gì mà Singapore đã làm ở thập kỷ trước. Malaysia sẽ trở thành thế lực cạnh tranh ở khu vực Đông Nam Á. Câu lạc bộ Johor của họ đang là đội sở hữu nhiều tuyển thủ Malaysia. Họ có cơ sở vật chất và sân vận động tuyệt vời. Câu lạc bộ này chính là sân sau của Malaysia. Khi kết hợp với những cầu thủ chất lượng khác, họ sẽ trở thành tập thể mạnh. Thái Lan cũng vậy, chúng ta đều biết là voi chiến đẳng cấp như thế nào. Điều đó không cần bàn cãi. So với việc xuất ngoại của Việt Nam, các cầu thủ Thái Lan không chỉ thi đấu tại Nhật Bản mà còn thống trị ở giải đấu này. Họ hiện sở hữu những ca tiền chất lượng nên không có gì ngạc nhiên nếu hai đại diện của Đông Nam Á sẽ đi tiếp. Bóng đá đã thay đổi rất nhiều kể từ thời tôi còn thi đấu với tuyển Việt Nam. Chất lượng các cầu thủ cũng khác, góc nhìn chiến thuật cũng khác. Thời điểm của chúng tôi, khoa học thể thao không được ứng dụng nhiều. Các cầu thủ ăn uống bất cứ thứ gì mà mình muốn. Ngày nay thì họ có ý thức của vận động viên hàng đầu và nhận được sự hỗ trợ trong việc chăm sóc bản thân. Điểm khác biệt là V-League. Thời điểm khoảng 20 năm trước, V-League không phát triển như bây giờ. Thêm vào đó thì càng nhiều cầu thủ Việt Nam có cơ hội xuất ngoại sang những giải đấu hàng đầu. Gần đây nhất có thể kể đến Đặng Văn Lâm, người đã chuyển đến đầu quân cho câu lạc bộ Nhật Bản Seiru Osaka. Họ không phải là những trường hợp cá biệt mà nhiều đội bóng ở châu Á hiện cũng coi các cầu thủ Việt Nam là phương án chất lượng. Mọi thứ đã thay đổi nhiều. Bóng đá đã đi được một hành trình dài nên việc so sánh thế hệ của tôi với những người hiện tại thật không công bằng. Đó rõ ràng là hai thời điểm khác nhau với những bối cảnh khác nhau. Nếu Việt Nam có mặt ở vòng loại tiếp theo, việc gọi cầu thủ nhập tịch để tăng cường sức mạnh hay không là một câu hỏi khó.
Nếu bạn đang có một nhóm cầu thủ đã nỗ lực đưa đội vào vòng sau, rồi bất ngờ đưa những cái tên từ bên ngoài vào, có vẻ điều đó không công bằng cho lắm. Nó giống như việc cảm ơn những cống hiến của bạn đã giúp đội tiến tới vòng loại này. Nhưng bây giờ bạn phải đi rồi, vì sẽ có những người khác chuẩn bị đến đây để thay thế bạn. Tôi không nghiêng về phương án này. Tuy nhiên, nếu những cầu thủ nhập tịch đủ khả năng mang lại sức mạnh cho đội bóng, thì tại sao lại không chọn? Bạn có thể không gọi 10 hay 11 cầu thủ, mà chỉ cần 2-3 cầu thủ. Việt Nam có những cầu thủ Việt Kiều trên khắp thế giới, đội tuyển có thể tìm thấy một vài gương mặt chất lượng từ đó. Vấn đề ở đây là họ phải ở đẳng cấp cao hơn nhiều so với những cầu thủ hiện tại. Cựu danh thủ Sasikuma của Singapore nhận định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe bản tin bóng đá hàng ngày của chúng tôi. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn nút chuông thông báo để là người nhận được tin mới nhất khi chúng tôi phát hành. Cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.